cùng khám phá tâm tư, cùng sẻ chia cảm xúc, hãy bước vào thế giới nội tâm muôn màu của 12 cung hoàng đạo với chương trình Radio Mật Ngữ 12 Chấm Sao. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Radio Mật Ngữ 12 Chấm Sao và chương trình đặc biệt dành riêng cho các mem của website mậtngữ12.sao.com và trên trang fanpage facebook.com/radio.mn12cs. Xin chào tất cả các sao yêu quý của đại gia đình Mật Ngữ 12 Chấm Sao. Mình là Rít Ngân Bạch Dương. Và các sao thân mến, một tuần vừa rồi các sao có những chuyện gì vui và những điều gì hạnh phúc không nhỉ? Riêng đối với Rít Ngân thì tuần vừa rồi là một tuần rất áp lực với rất nhiều bài tập trên trường, cũng như là những công việc hoạt động ngoài xã hội và gia đình nữa là nhiều lắm. Chưa gì mới bước vào đây mà anh đã nghe thấy, đã nhìn thấy tùm lum la than thở bay tùm lum hết vậy. Mình đang ở Sài Gòn mà đâu phải Quảng Ninh đâu. Trân Anh is coming, phỏng thu. Ôi, bước vô là thấy nghe được nỗi ám ảnh của Rít Ngân rồi. Trân Anh xin chào tất cả các mem. Mình nói cho các bạn một bí mật nhỏ nhỏ này nha. Thật ra Rít Ngân đang rất là hớn hở, vui tươi như nha, như nhảnh ở đây nè. Chứ không có tất cái mức nào mà gọi là mệt mỏi đâu. Thì tất nhiên rồi. Vậy thì em đang thu radio cho các sao vào số mới mà. Chứ phải là được dẫn cùng với anh hả? Anh ăn tưởng bở rồi đó. Chị Bạch Dương thì luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ bên ngoài hết. Nhưng mà thật ra thì trong lòng của em đang rất là héo khô. Em đã từng nở bông cho mà đặt bài đặt héo khô. Thôi anh đùa thì thôi chứ không lẽ em có đang chuyện gì rất là đang khó chịu trong lòng hả? Có thể là đó là một áp lực. Bởi vì dù sao thì em cũng đang là năm cuối rồi, chuẩn bị bắt đầu cho những tương lai, bắt đầu phải tự kiếm tiền. Nhưng mà tương lai của em thì cảm thấy nó cứ mờ mịt kiểu gì á. Đó, nên buồn lắm anh ơi. Không thì anh hiểu cái cảm giác này mà. Bởi vì mỗi người khi ai mà bước qua một cái bước ngoặt lớn trong đời mình cũng sẽ có những cái hoài nghi và cũng như có những cái trăn trở như thế đó. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, mình còn trẻ mà, chỉ cần mình còn giữ được cái niềm lạc quan, cái niềm tin và cố gắng nỗ lực thì cuối cùng kết quả cũng sẽ đạt được tốt thôi. Và cũng trong chương trình kỳ này, khi mà nghe em có rất là nhiều cái nỗi băn khoăn như vậy thì anh nghĩ không chỉ em như thế đâu mà cũng còn rất là nhiều người trẻ cũng như vậy. Cho nên tại sao chúng ta lại không cùng nhau làm về một cái chương trình radio để giúp cho các bạn có một cái niềm tin hơn, để có thể bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống. Em thấy sao? Và còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Radio Mật Ngữ 12 Chấm Sao số 10 với chủ đề Con Đường Màu Xanh. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là các sao thuộc 4 nhóm khác nhau sẽ làm cách nào để lấy lại tinh thần sau những ngày buồn chán nhé. Và nhân vật đại diện đầu tiên cho nhóm lửa gồm các sao Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã, không ai khác chính là Rít Ngân Bạch Dương nhà ta. Ủa, tự nhiên đến nay anh là bắt mời em chi vậy? Anh nói luôn đi. Ai kêu em đề ngày lúc đầu làm chi? Thôi bắt đầu mần nè, thế khi buồn em hay làm gì nào? Thì thường em chỉ biết nhe răng cười thôi ạ. Cái kiểu cười hô hố ngoài sáng thì anh chứng kiến cái chục lần rồi phải không? Trời, em đang nói nghe em tốt quá, sao cứ ghẹo anh hoài vậy? Thì đúng là phải cười mà. Tại vì chắc các bạn cũng biết là nụ cười có khả năng giải phóng những nguồn năng lượng xấu, giúp bản thân cảm thấy bình tĩnh và vui vẻ hơn rồi phải không? Chẳng phải là ông bà ta có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đấy sao? Nhưng đây không chỉ là câu nói khích lệ đơn thuần đâu nha, mà có chứng minh khoa học rõ ràng đấy. Nghe em nói dài quá trời dài, thôi tạm chấp nhận em là người hay cười nhiều vậy. Nhưng mà sẽ càng tốt hơn nếu trong lúc bực bội, các bạn thuộc nhóm lửa cũng hãy cố nặn ra một nụ cười và giữ nguyên cái hiện trạng đó trong vòng vài phút nhé. Bởi vì ngay lập tức sau đó, bạn sẽ thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn rất nhiều. Vì nụ cười có khả năng lây lan khá nhanh, nên nếu khi bạn cười thì người khác cũng sẽ cười. Khi tất cả mọi người cùng cười thì chẳng phải hành tinh này sẽ rất đẹp hơn đó sao? Và anh chợt nghĩ vu vơ, hồi xưa mình có học cái tính chất bắt cầu á. Sáng giờ anh thấy em cười hí ha hí hửng hoài, làm như anh cũng buồn cười theo vậy. Thế thì tốt quá còn gì. Ngoài ra thì Rít Ngân còn nghe được một lời khuyên về nụ cười trong yoga cười nữa. Đó cũng chính là quy luật của yoga cười luôn. Là khi mà nụ cười thì nó không phân biệt, cơ thể của mình không phân biệt được thế nào là nụ cười thiệt và nụ cười giả. Cho nên khi mà bạn cười, dù là cười giả chăng nữa thì nó cũng sẽ có hiệu suất y như là cười thiệt vậy. Và nó sẽ khiến cho cơ thể của mình sẽ rất là thoải mái,
và năng động đó. Và để lạc quan hơn nữa, các bạn hãy cố gắng thử sống thật tốt và có trách nhiệm xem sao. Những công việc tình nguyện hay đơn giản chỉ là giúp một người nào đó, dẫn một người già qua đường, hoặc là giúp đỡ bạn trong việc học, cũng là những đơn thuốc cực kỳ tốt cho tâm hồn bằng cách chia tay ra cho cộng đồng như Rít Ngân, Tuấn thường xuyên tham gia từ thiện của một câu lạc bộ vậy đó. Thế là hết lời khuyên cho những bạn thuộc nhóm lửa. Và giờ chúng ta bắt đầu sang nhóm khí gồm các cung Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình. Anh Trần Anh đã phiên anh trình bày rồi kìa. Với anh thì đơn giản các bạn cung khí nhà mình hãy tập viết nhật ký nhé. Bởi vì điều này sẽ là xả hết tất cả những gì bực bội, gào thét trong lòng các bạn vào trong trang giấy ấy mà. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy việc viết nhật ký sẽ giúp giảm thiểu những áp lực mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Bạn viết văn không giỏi cho lắm nhưng mà không sao, đừng vội lo lắng. Chẳng phải mọi người vẫn truyền miệng rằng hát hay không bằng hay hát sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành viết hay không bằng hay viết. Hãy viết ra giấy đều đặn mỗi ngày về những rắc rối mà bạn vẫn gặp và những giấc mơ thầm kín, những hy vọng và những điều ước từ bé tới giờ. Chỉ sau một thời gian ngắn thôi, bạn sẽ nhận thấy được lợi ích mà nhật ký đem lại. Cũng giống như nhóm lửa đã được trình bày ở phía trên, những người thuộc nguyên tố khí nên sống tử tế hơn bằng cách tham gia vào các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Khi giúp đỡ được người khác, tâm hồn của mình cũng sẽ được nhẹ nhàng, thanh thản hơn đấy. Ủa, xong hết phần nhóm khí rồi hả anh? Em chưa kịp chặt chém gì anh Bảo Bình mà. Anh đâu có khờ để mà em tới trêu chọc anh chứ các bạn được, cho nên em chờ dịp khác đi nha. Mà nè, tới nhóm nước bao gồm Song Ngư, Cự Giải và Thiên Yết rồi. Có lẽ mình nên mời một bạn thuộc nhóm này làm đại diện cho ý kiến làm thế nào để yêu đời hơn ha. Em thấy sao? Ý hay quá à. Và hiện tại em cũng có một bạn nữ muốn chia sẻ và kết nối với chúng ta đó. Chào bạn, bạn có thể cho tụi mình biết tên cũng như chòm sao của bạn được hay không? À, mình là Tinh Kỳ và mình thuộc chòm sao Cự Giải. Ồ, như vậy thì trong những lúc buồn chán nhất, bạn sẽ thường làm gì để cải thiện tinh thần hơn? Theo mình thì chắc là đi tắm một cái. Ờ, có nghe lầm không vậy? Đi tắm cũng có thể khiến cho bản thân lạc quan lên được hay sao? Trời ơi, vậy là bạn Trần Anh không có biết rồi nha. Ngâm mình trong bồn tắm là cách vô cùng dễ thực hiện nhưng lại mang đến kết quả rõ ràng cho việc giải trừ stress đó nha. Tại vì nào giờ mình cứ nghĩ tắm đơn giản là kỳ đất hay là chét chét sữa tắm để cơ thể thơm tho hơn thôi chứ. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần mình tắm đều không có quá 10 phút thôi à. Đó, tầm 7 không à. Vì hành động này thực sự còn giúp cho não bạn thư giãn nè, tinh thông hơn nè. Nước ấm có khả năng làm giảm đi những cơn đau bên ngoài. Còn hương thơm thảo mộc từ sữa dưỡng thể sẽ làm dịu đi những vấn đề cảm xúc. À, điều này thì em đồng ý với chị Binky đó nha. Con gái em hay làm như vậy lắm. Trời, nãy giờ nghe hai cô nàng nói coi bộ cái phương pháp này cũng công hiệu dữ vậy hả ta. Chẳng anh bổ sung thêm nhé, nhóm nước cũng nên chăm sóc bản thân hơn trong chuyện ăn uống, luyện tập, thể dục thể thao để có một sức khỏe và tinh thần sảng khoái hơn nữa. Cảm ơn Minh Ki đã tham gia buổi khảo sát của chúng tôi trong kỳ này. Chúc bạn có nhiều thành công hơn cũng như hạnh phúc hơn trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Và cuối cùng là các bạn thuộc nhóm đất bao gồm Ma Kết, Sử Nữ và Kim Ngưu. Một gợi ý để các bạn vượt qua tâm trạng buồn chán chính là hãy nói chuyện hay gọi là tám thật nhiều lên. Bởi vì thường xuyên tâm sự với một người bạn, thành viên trong gia đình hoặc là một chuyên gia, thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ sẽ giúp cho tinh thần của bạn trở nên ổn định và nhẹ nhõm hơn đó. Bởi lẽ bạn cứ hay giữ kín và tự mình giải quyết vết thương thì nó sẽ mưng mủ. Bạn hãy tìm đến mọi người xung quanh để được nghe lời khuyên và chăm sóc và chỉ dẫn nhé. Tuy nhiên, khoa học gần đây cũng đã chứng minh tâm sự thì tốt, nhưng nếu than thở thì sẽ gặp phản ứng ngược lại, tức là bạn sẽ càng đau lại càng đau hơn nữa. Bởi khi chúng ta quá tập trung vào những thứ tiêu cực, chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề sai lệch, dẫn đến không thể giải quyết được và thất bại sẽ nằm ngay trước mắt. Bạn cũng nên chăm sóc bản thân hơn, bởi vì một khi đã bỏ bê chính mình bằng cách ăn uống thiếu chừng mực, uống rượu nhiều hay không nghỉ ngơi hoặc tập thể dục đầy đủ, mà sẽ khiến bản thân trông thật thảm hại và thật đáng thương nữa. Chỉ khi có sức khỏe tốt, bạn mới có thể cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn được. Và để thay lời kết cho chuyên mục kỳ này, mời các bạn cùng nghe xem chòm sao của mình là lạc quan, bi quan hay là có một sự cân bằng lành mạnh nhé. Thuộc nhóm lạc quan sẽ là bao gồm Bạch Dương, Thiên Bình, Song Ngư và Nhân Mã. Trái lại, Cự Giải, Thiên Yết, Ma Kết, Sử Nữ là thuộc nhóm khá bi quan. Hãy vui lên nào các bạn. Cuối cùng, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử và Bảo Bình là những chòm sao thuộc nhóm cân bằng nhất.
bạn đang lắng nghe chương trình Radio Mật Ngữ 12.sao số 10 với chủ đề Con Đường Màu Xanh, được phát sóng trên website mậtngữ12.sao.com và trên trang fanpage của chương trình facebook.com/radio.mn12cs. Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu xin được gửi về hộp thư radio.mn12cs@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên fanpage. Chúc các bạn nghe radio vui vẻ. Thay lời muốn nói, gửi gắm yêu thương. Chúng ta đang đi đến chuyên mục Thay lời muốn nói. Và trong kỳ này, có hơi thiên vị cho các bạn nhân mã một chút xíu đó nha. Các bạn nhân mã cùng với 11 chòm sao còn lại cùng lắng nghe nhé. Chuyên mục Thay lời muốn nói, nhân mã gửi đến Song Tử. Song Tử à, cậu là một cân nhớ tuyệt vời cho cuộc hành trình không ngừng nghỉ của tên nhân mã như tớ. Hàng ngày ngắm cậu là đủ để mình cười thật tươi, thật đấy. Nhưng mọi thứ mình dám làm chỉ là lén nhìn cậu một chút thôi. Mình sợ cậu nhận ra tình cảm mà mình đã luôn che đậy thật kỹ. Nhưng tên thông minh như cậu đã nhận ra từ lâu lắm rồi phải không? Một nhân mã tự do tự tại, không lo nghĩ chuyện đời như tớ, nay phải vò đầu, bứt tai suy nghĩ về một tên đáng ghét như cậu. Làm sao để nhìn cậu mà cậu không nhận ra? Làm sao đứng trước cậu mà vẫn giữ bình tĩnh? Làm sao chọc cậu cười nhưng không ai nhận ra? Tớ cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Một tên máu liều bậc nhất như mình mà hôm nay lại sợ mất đi một ai đó. Cậu có biết cảm giác giữ trong lòng một thứ gì rất khó chịu như thế nào không hả? Tớ là mạng lửa đó nha Song Tử. Tớ không thể bình tĩnh như cơn gió của cậu đâu. Đôi lúc tớ nghẹn là muốn phát khóc. Đừng nhìn tớ phá phách, nói nhiều, la hét quậy phá lại tưởng tớ mạnh mẽ chẳng biết gì nhé. Thật ra tớ suy nghĩ nhiều lắm. Khi tớ thích một ai đó thì tớ lại càng nhát. Mỗi lần gặp mặt cậu, tớ cứng đờ lại không nói nên lời. Mà mắt cậu thì đẹp tuyệt. Tớ chỉ có thể đóng vai một đứa con gái đanh đá bất cần. Cậu chỉ là những đứa con trai khác thôi. Tớ không thể dịu dàng hay đứng tự nhiên như ai đó được. Khi cậu đau, cậu buồn, cậu giận tớ thì tớ chỉ đứng ở một góc mà không dám lại hỏi. Mong rằng ai ai kia của cậu nhận ra sẽ làm phần việc quan tâm ấy phụ tớ. Đôi lúc muốn lấy hết can đảm để đứng trước mặt cậu, để được quan tâm, nhưng tớ không thể, tớ không dám. Đôi mắt cậu rất đẹp, nhưng một khi nó không vui thì thật là đáng sợ. Và tớ thu hết can đảm của tớ một lần, chỉ một lần để nói với cậu tất cả và không thành công. Nhưng điều mà tớ ngạc nhiên nhất chính là cảm xúc của chính bản thân. Tớ không buồn, không khóc, không hụt hẫng và không thất vọng, chỉ đơn giản là vì không có một chút cảm xúc. Đôi lúc tớ ghét cái tính lạc quan của nhân mã, tớ muốn rớt một giọt nước mắt, muốn hét lên, nhưng rồi cuối cùng lại cười, mà cười rất tươi, trước mặt cậu là tươi nhất. Đôi khi tớ thấy mình giả tạo đến đáng sợ, tớ ghét phải xin lỗi vì giống như một dạng nhắc lại nỗi đau mà ai đó gây cho mình, và tớ không cho phép cậu xin lỗi. Cậu nói rằng, tao biết tình cảm này mày dành cho tao lâu rồi, nhưng tao là thằng ngốc nên sẽ phớt lờ cơ hội này vậy. Tớ không hiểu một chút nào hết. Tớ muốn cậu giải thích, nhưng tất cả là quá tầm với tớ. Cho dù nó có ý nghĩa gì chăng nữa, thì cậu vẫn luôn là Song Tử. Còn tớ chỉ là một tên nhân mã hoang tưởng. Kim Ngu hỏi tớ rằng có bao giờ tớ nghĩ là cậu thích tớ không? Tớ trả lời là có, không phải là tớ dối lòng đâu. Tớ đã thật sự nghĩ như vậy. Có thật Song Tử chỉ nói buồn với người mà Song Tử yêu nhất không? Cậu đã từng nói với tớ, cậu nhớ chứ, vài lần. Điều đó làm tớ suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ tớ ngồi cách cậu một người, nhưng chưa bao giờ tớ có thể trở lại như trước. Dù đã rất cố gắng nhưng dường như chỉ đẩy cậu ra xa thêm. Không, phải nói là rất xa. Kim Ngưu nói rằng khi nhìn tớ, ánh mắt của cậu rất khác, có cảm tình. Thật vậy không? Cho tớ hoang tưởng một chút và tin vậy nhé. Tin rằng cậu có tình cảm với tớ nhưng cố che giấu như tớ. Cho tớ lạc quan hơn một chút. Cho tớ lừa bản thân thêm mình một chút vậy nhé Song Tử. Tớ thật sự nhớ khoảng thời gian chúng ta là bạn lắm. Khi ấy có một chút mơ mộng tớ đã rất vui. Tuy bây giờ không thể như vậy nhưng cũng không hối tiếc. Tớ ghét sự mập mờ, làm rõ nó làm tớ thoải mái hơn nhiều. Tớ sẽ luôn ghi nhớ đôi mắt và nụ cười không lẫn vào đâu được của tên Song Tử đáng yêu này. Nếu cho tớ thêm một cơ hội,
Tớ tin mình có thể làm cho cậu hạnh phúc đấy song tử à. Thật đấy. Cậu không cười với tớ cũng được, nhưng hứa phải luôn hạnh phúc nhé. Tớ thật sự rất muốn cậu đọc được những dòng này, những dòng mà tớ không đủ can đảm. Song tử của tớ à, mọi can đảm của con ngựa hoang này đã gom lại trao cho cậu hôm nay rồi. Xin lỗi, cho tớ trốn tránh một chút, rồi sẽ để cậu nằm lại một góc xem như một kỷ niệm thật đẹp nhé song tử. Tạm biệt. Các bạn đã quay trở lại với chương trình radio mật ngữ 12 sao số 10 với chủ đề là con đường màu xanh. Con đường màu xanh là một con đường có nhiều cây to và lá cây sùm phải không anh? Trời, cái gì mà sùm? Sùm là tiếng âm thanh, còn cây cỏ phải là tùm mới đúng chứ. Ngơ ngơ. Thì là tùm. Được chưa? Các bạn thân mến, con đường màu xanh còn gợi nhắc đến một sự trải nghiệm, à không, là một sự chiêm nghiệm về cuộc sống của chúng ta nữa đó. Cuộc sống như những nốt nhạc trên cây đàn piano, có những nốt cao, nốt thấp cũng như những lúc thăng và lúc trầm của cuộc đời. Chúng ta là những nhạc công đa tài, tự tạo nên những bản nhạc cuộc sống bằng sự kết hợp các nốt cao và nốt thấp ấy. Một bản nhạc vui, hào hứng hay là một bản giao hưởng trầm buồn, ảm đạm là do chính các bạn cảm nhận đấy. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe những trải nghiệm về cách nhìn của cuộc sống của một mèo dấu tên gửi đến cho chương trình nhé. Có ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Có ba điều trong đời không được đánh mất là thanh thản, là hy vọng, là lòng trung thực. Có ba thứ giá trị nhất trong cuộc đời, tình yêu, lòng tự tin và bạn bè. Có ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được, đó là giấc mơ, tài sản và thành công. Có ba điều làm nên giá trị của một con người, chính là siêng năng, chân thực và tử tế. Tôi học được rằng, có những điều dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng có thể khiến ta đau cả đời. Và khi đó, ai cũng cần để biết cách quên, để có thể sống trong bất kỳ hoàn cảnh. Tôi học được rằng, mỗi khi xa rời những người thân yêu, hãy luôn nói lời yêu thương nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.
Tôi học được rằng, dù là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những giây phút tuyệt vời khi bên nhau, bởi tình bạn chân thành sẽ lớn mãi cho dù có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng như thế. Tôi học được rằng, đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó. Và sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác, đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình. Bởi mỗi khi sai phạm và vấp ngã, ta lại trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi học được rằng, trên đời này không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những ai chỉ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quý ta, bởi đôi khi vì ai đó không yêu ta theo cách ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Và bạn biết không, đôi khi người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen cái hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã. Tôi học được rằng, khi không vui, ta có quyền được giận dỗi, nhưng không bao giờ được phép tàn bạo và hung ác. Để thành nhân, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài, và ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để có thể giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến. Vì vậy bạn ơi, hãy đặt bàn tay lên trái tim mình, lắng nghe từng nhịp đập, đừng nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc và cũng đừng nghĩ rằng mình là người kém may mắn. Hãy cho mình một ít thời gian nữa nhé. Hãy tin rằng bạn có thể làm được những điều mà bản thân bạn cho rằng không thể. Bởi khi bạn tin chắc rằng bạn có thể, thì đó là lúc bạn tràn đầy quyết tâm và năng lượng để biến những điều đó trở thành hiện thực. Từ đầu chương trình tới bây giờ, chúng ta đã đi qua rất là nhiều chuyên mục rồi. Nhưng mà hình như là Trần Anh Bảo Bình thấy thiếu một cái gì đó. Chắc các hãng các bạn nhân mã cũng đang rất là nóng ruột chờ đến món quà đặc biệt dành cho mình hay không? Đó chính là chúc mừng sinh nhật dành riêng nha các bạn cùng nhân mã của chúng ta. Các bạn nhân mã của chúng ta rất là hiếu kỳ và tràn đầy năng lượng. Họ là những người được sinh ra để phiêu lưu trên hành trình mang tên là cuộc đời. Cách nhìn cuộc sống bình thản, phóng khoáng của họ đối với cuộc sống giúp cho bạn ấy có cảm hứng để đi xa hơn, nhìn rộng hơn và tìm tòi thêm những ý nghĩa của cuộc sống này. Các bạn ấy là những người hướng ngoại, lạc quan và đầy nhiệt huyết. Phải nói là gần như không thể bảo một nhân mã ngồi yên được, họ thích sự thay đổi. Thật ra, chính sự thay đổi ấy là yếu tố cần thiết để những bạn thuộc chòm sao nhân mạch của chúng ta có thể cảm nhận được những ưu điểm của bản thân mình. Những điểm nổi bật ở các bạn ấy chính là cực kỳ vui tính, lý tưởng hóa và hào phóng. Những điểm yếu ở họ là các bạn ấy sẽ bộc bạch bất kỳ điều gì nghĩ trong lòng mà không cần biết điều đó có ảnh hưởng gì tới đối tượng liên quan hay không. Hứa nhiều hơn là làm, thiếu kiên nhẫn và kiềm chế với sự khiếm nhã của người đối diện. Ở giữa đám đông, bạn có thể dễ dàng nhận ra họ với cách cư xử cởi mở và thú vị. Thường họ là người có dáng cao, có đôi chân khỏe mạnh, chắc là do chạy nhảy nhiều, ăn mặc gọn gàng và dễ chịu, không có phong cách riêng, nữ thì cư xử như giống con trai vậy. Các bạn ấy thích đi du lịch, điều này là chắc chắn rồi, nhân mã mà. Được làm bất kỳ điều gì miễn là ở ngoài trời, được tự do không bị kìm cặp và nói triết lý cuộc sống. Họ không thích cái chi tiết hóa, bị ép buộc. Những lý thuyết xa vời chẳng hạn như nói về tương lai hoặc số phận của vũ trụ và những người thích đeo bám người khác. Môi trường thích hợp nhất đối với họ là bất kỳ nơi đâu ở ngoài trời mà lúc nào cũng di chuyển rầy đây mai đó. Các bạn nhân mạng của chúng ta rất thích chơi đùa và cũng rất thích cùng người yêu của mình để tạo nên niềm vui nữa. Họ đầy đam mê, đầy cảm xúc
và sẵn sàng thử bất cứ điều gì mới mà họ muốn. Với họ, chỉ có những người thuộc cung hoàng đạo nào cũng có những xu hướng hướng ngoại tương tự như vậy mới hợp thôi. Tuy họ thích sự thay đổi và đa dạng, có thể mang đến cuộc sống rất nhiều điều mới lạ, nhưng một khi họ đã đặt chân vào tình yêu, họ trở nên một con người với tính cách khác hẳn. Các bạn ấy chung thủy, chân thành và tận tụy với người yêu của mình. Nếu là người yêu của các bạn ấy thì anh chàng hoặc là cô nàng cần phải thông minh, tế nhị và hào phóng thì mới có kết quả tốt nhất được. Đối với các bạn ấy, câu cửa miệng sẽ là "mình hiểu rồi". Tuy nhiên, các bạn nhân mã cũng cần phải học cách để hiểu cảm giác của những người đối diện nữa nha, để không bị quá lời, làm buồn lẫn nhau đó. Đó cũng giống như là chìa khóa quan trọng trong giao tiếp giữa mọi người trong cuộc sống nha các bạn nhân mã. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của những bạn thuộc chòm sao nhân mã. Chúng ta hãy cùng nhau gửi đến các bạn ấy một lời chúc ngọt ngào và tốt đẹp nhất. Chúc các bạn cùng nhân mã sinh nhật thật vui vẻ. Lời chúc mừng sinh nhật của Team Radio dành tặng cho các bạn nhân mã cũng là lời kết của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong số radio tiếp theo với chủ đề Điều ước đêm Giáng sinh. Mọi bạn biết đóng góp cách sao gửi về cho radio theo hòm thư radio.mn12cs@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very take. When people run in circles.